Quân đội Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào dải Gaza khiến các chỉ huy quân sự Palestine thiệt mạng. Reuters hôm 11 tháng 5 đưa tin quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào các khu vực do Palestine kiểm soát tại dải Gaza. Vụ tập kích này đã khiến Ali Ghali, chỉ huy trưởng lực lượng hỏa tiễn của nhóm vũ trang Islamic Jihad do Iran hậu thuẫn thiệt mạng. Trợ lý của ông Ghali, Ahmed Abu Dakka cũng qua đời sau khi trúng hỏa lực từ phía Israel. Vụ tập kích của Israel cũng gây ra tổn thất nặng nề cho phía Palestine tại dải Gaza. Ít nhất 30 người đã chết, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Về phía Israel, nước này cũng ghi nhận tổn thất về người đầu tiên sau một vụ tấn công bằng hỏa tiễn của phía Palestine. Chỉ trong một tuần qua, 5 chỉ huy cấp cao của phong trào thánh chiến Islamic Jihad tại Palestine đã thiệt mạng sau các vụ tấn công của pháo binh và không quân Israel. Trước đó, vào hôm 9 tháng 5, truyền thông địa phương tiết lộ 3 chỉ huy khác của nhóm Islamic Jihad, bao gồm thư ký hội đồng quân sự lữ đoàn An-Cất ông Jihad Sheikh Al-Ghannam, chỉ huy khu vực phía bắc của lữ đoàn An-Cất ông Khalil Salah Al-Batini và thủ lĩnh của cánh quân sự lữ đoàn An-Cất ở bờ Tây ông Tariq Mohammed Ezidan, đã thiệt mạng sau các vụ không kích của Israel vào dải Gaza. Phát biểu sau vụ tập kích hôm 11 tháng 5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đang ở trong cao điểm của chiến dịch, kể cả về mặt tấn công lẫn phòng thủ. Về phía Islamic Jihad, nhóm vũ trang này khẳng định sẽ tiếp tục những đòn tập kích để trả thù cho các chỉ huy đã mất. Chúng ta sẽ không rút lui và những vụ mưu sát vừa qua sẽ chỉ làm chúng ta mạnh lên. Kế hoạch trả thù sẽ được tiếp tục, Islamic Jihad tuyên bố. Tình hình tại khu vực dải Gaza đã trở nên căng thẳng sau khi một người Palestine qua đời do tuyệt thực trong nhà tù tại Israel vào tuần trước. Sự việc này đã châm ngòi cho một cuộc giao tranh trong nhiều giờ đồng hồ giữa quân đội Israel cùng các nhóm quân sự Palestine. Quân đội Israel cáo buộc phong trào thánh chiến Islamic Jihad đã bắn hàng trăm quả hỏa tiễn vào các khu định cư của Israel tại dải Gaza trong những ngày qua. Điều này buộc hệ thống phòng thủ Iron Dome, vòm sắt phải làm việc hết công suất. Israel tiết lộ 96% số hỏa tiễn phóng vào lãnh thổ nước này đã bị đánh chặn. Hiện tại, Ai Cập, với vai trò trung gian hòa giải, đang nỗ lực vận động cả hai bên sớm ngồi vào bàn đàm phán.